Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Phan Minh Vlog. Thưa quý vị và các bạn, thông tin liên quan đến vụ án bu cục cầu voi Hồ Duy Hải, nội dung trình bày hôm nay đến với quý vị và các bạn một tin vui như sau. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13, toàn bộ hệ thống chính trị, toàn thể các bộ ngành bắt đầu triển khai thực hiện. Mục tiêu là phòng chống tham nhũng tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, viên chức và viên chức. Trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị cả nước. Ngoài ra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án, vụ việc tiêu cực khác ngoài tham nhũng ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, phẩm chất, đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước và chế độ. Thưa quý vị và các bạn, vụ án bu cục cầu voi là vụ án cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ đơn thuần là vụ án hình sự giết người cướp của. Vụ án này còn thể hiện lên quyền lực tư pháp bị thao túng bởi một số quan chức lãnh đạo của nền tư pháp, bao che, bảo vệ cho nhau, tạo thành một thế lực ngầm, lợi ích nhóm. Một số các bộ lãnh đạo suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để bẻ cong nền công lý, thay trắng đổi đen trong vụ án bu cục cầu voi. Sẵn sàng giết người vô tội để bao che, bảo vệ cho nhau rất là tàn ác và thâm độc. Vừa qua nắm được tình hình đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chỉ đạo rốt ráo các bộ ngành xử lý vụ án bu cục cầu voi này. Sau khi được Ủy ban Tư pháp Quốc hội và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao báo cáo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đều đồng loạt chỉ đạo các bộ ngành liên quan vào cuộc và tiến hành điều tra xem xét, đem ra xét xử vụ án Hồ Duy Hải. Với sự chỉ đạo trên, các ban ngành đã bắt đầu khởi động. Mời quý vị và các bạn theo dõi ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về sự quyết tâm đưa vụ án này ra xét xử như thế nào. Mời quý vị theo dõi. Chúng ta biết rằng trong các vụ án điều tra thì trọng chứng hơn trọng cung, và nguyên tắc suy đoán vô tội đó là những sản phẩm mang tính nhân bản nhất, văn minh nhất, là giá trị phổ quát nhất của nhân loại đang đến gần với Hồ Duy Hải. Hôm 20 tháng 9, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể về vụ án Hồ Duy Hải dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Cuộc họp được tổ chức để xem xét tính đúng đắn của quyết định phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Một phiên giám đốc thẩm và hôm nay thêm một phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp Quốc hội để xem xét tính đúng đắn của vụ án Hồ Duy Hải. Đó chính là biểu hiện cao nhất của dân chủ, của tinh thần thượng tôn pháp luật và đề cao công lý. Trước khi đến quyết định thi hành bản án tử cho một tử tù, việc xem xét đến tận cùng bản chất vụ án, tìm cho ra chứng cứ và sự thật khách quan của vụ án, không thể để sai sót, đó mới là trách nhiệm của người chấp pháp. Có những sai sót còn có thể sửa, nhưng không thể sửa được khi người bị quan không còn nữa. Cho nên, các cuộc họp của các cơ quan có thẩm quyền cũng chỉ vì bảo vệ công dân
bảo vệ lẽ phải, bảo vệ pháp luật. Mới đây thôi, các bản án buộc tội Lương Hữu Phước đã bị hủy để điều tra lại. Nhưng giả sử như Lương Hữu Phước được minh oan thì cũng không còn cơ hội để sửa sai. Nếu có thì chỉ có cho người sống, không thể cho người đã chết được. Hồ Duy Hải có hành vi vi phạm tội như các phiên tòa trước đã tuyên án, nhưng chỉ cần một mảy may hoài nghi thì phải đưa ra xem xét theo trình tự được pháp luật quy định. Mạng sống của công dân là trên hết, và trên hết nữa là sinh mạng của công lý. Chúng ta còn những bài học sinh động mang tên Nguyễn Thanh Chấn, Quỳnh Văn Nén. Không thể để danh sách quan sai này kéo dài thêm nữa. Công lý không thể độc tử vì một bản án còn hoài nghi. Chưa nói đến quan sai, hãy có niềm tin vào những người đang cầm cân nảy mực, thông tin, tinh thông pháp luật và có trách nhiệm với nền tư pháp nước nhà, có trách nhiệm với sinh mạng của công dân. Với tất cả niềm tin đó, hy vọng vụ án Hồ Duy Hải sẽ được làm sáng tỏ. Nếu thực sự oan sai, Hồ Duy Hải phải được trả tự do. Đó là ý kiến trong cuộc họp của bà Lê Thị Nga. Và Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao thì thế nào? Thưa các bạn, Viện Kiểm soát tối cao sẽ thực hiện quyền kiến nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét lại quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Ông Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự đã có những chia sẻ về vụ án tử tù Hồ Duy Hải như sau. Ông Hồ Đức Anh cho biết đây là vụ án giết người và cướp của tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án đã qua nhiều cấp xét xử, trong đó có cấp cao nhất là giám đốc thẩm. Cho đến nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục khẳng định quyết định kháng nghị số 15 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về vụ án Hồ Duy Hải là có căn cứ, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và cần thiết. Ông Hồ Đức Anh cho hay, vụ án trong quá trình điều tra đã để xảy ra một số sai sót, nhiều tình tiết mâu thuẫn đến nay vẫn chưa được làm rõ một cách triệt để, thuyết phục. Còn những tình tiết quan trọng chứng minh tội phạm nhưng cơ quan tố tụng ở địa phương chưa làm rõ hoặc làm nhưng chưa triệt để lắm. Quyết định kháng nghị hoàn toàn cần thiết vì vụ án đã để xảy ra hậu quả, nhất là cướp đi tính mạng của con người. Vì vậy, quan điểm của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là hết sức thận trọng, chắc chắn, vừa đảm bảo quyền con người đối với bị cáo Hồ Duy Hải, vừa đảm bảo công lý đối với hai nạn nhân. Ông Đức Anh nói như thế. Sau khi vụ án qua trình tự giám đốc thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã báo cáo kết quả vụ án với Chủ tịch nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó tiếp tục khẳng định quyết định kháng nghị số 15 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là có căn cứ, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và hoàn toàn cần thiết. Cũng theo ông Hồ Đức Anh, hiện nay Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chưa nhận được thông tin nào liên quan đến kiến nghị hay chỉ đạo từ các cơ quan quốc hội liên quan đến quá trình giải quyết vụ án Hồ Duy Hải này. Hiện nay Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đang tập trung nghiên cứu quyết định số 05 ngày 8 tháng 5 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, đồng thời theo dõi ý kiến kiến nghị nếu có từ phía các cơ quan hữu quan. Ông Hồ Đức Anh cho biết thêm quan điểm của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ thực hiện quyền kiến nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét lại quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải theo quy định
tại điều 404 của Bộ luật Tố tụng Hình sự liên quan đến thông tin rằng mới đây Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã làm việc với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An về vụ án Hồ Duy Hải. Một lãnh đạo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng kết luận điều tra của Công an Long An là không chính xác. Thưa quý vị và các bạn, đó là nội dung của ông Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố, nói lên sự kiên quyết của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tiếp tục kháng nghị và bác bỏ kết luận của Tòa án Nhân dân Tối cao tại phiên tòa giám đốc thẩm, cho thấy rằng Ủy ban Tư pháp cũng kiên quyết đưa vụ án Hồ Duy Hải ra ánh sáng và cùng các cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ án, những điểm sai trái của các phiên tòa và cơ quan điều tra Long An đã thực hiện để xảy ra oan sai cho người vô tội. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ủy ban Tư pháp Quốc hội và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho chúng ta thấy rằng hai cơ quan này đã quyết tâm vạch trần vụ án Hồ Duy Hải, đem lại sự thật của vụ án, đồng thời minh oan cho Hồ Duy Hải. Khi được thông tin trên, chúng ta rất vui vì mọi bí ẩn của vụ án Bưu Cục Cò Voi đã được hai cơ quan là Ủy ban Tư pháp Quốc hội và Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã điều tra và biết rõ toàn bộ sự thật của vụ án, đã báo cáo cho các cấp lãnh đạo. Tin chắc rằng trong cuộc họp Quốc hội tới đây vào ngày 20 tháng 10, vụ án Hồ Duy Hải sẽ được công bố trước Quốc hội và những kẻ chủ mưu sẽ hiện nguyên hình, cúi đầu nhận tội. Hồ Duy Hải sẽ được trả tự do. Thưa quý vị và các bạn, nội dung chia sẻ của tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng với kênh Văn Minh Vlog. Các bạn có ý kiến gì, mời các bạn comment phía bên dưới video để chúng tôi học hỏi thêm về kiến thức cũng như về pháp luật. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn quý vị lại video sau. Xin chào, tạm biệt.